Kẻ hoa có mạng che mặt là gì? Tên thường gọi tắt kẻ hoa che kín mặt tên khoa học Samaeleocalyptratus, loại bò sát thức ăn, động vật ăn tạp, tuổi thọ trung bình 5 đến 8 năm, kích thước 10 đến 24 inch, trọng lượng 3 đến 6 ounce. Tắc kè hoa có mạng che mặt được đặt tên từ phần xương nhô lên trên đầu của nó, được gọi là cát. Cả con đực và con cái đều thích đội mũ đội đầu lạ mắt dùng để dẫn các giọt nước xuống miệng của loài bò sát, một sự thích nghi quan trọng trong môi trường sống khô hạn của chúng. Sống trên cây đơn độc có nguồn gốc từ Ả Rập Saudi và Yemen, tắc kè hoa che mặt còn gọi là tắc kè hoa đầu nón chủ yếu là loài ăn côn trùng, phục kích con mồi bằng chiếc lưỡi dài và dính. Bàn chân nắm và đuôi trước của chúng cho phép chúng bám chặt vào các cành cây, cây bụi hoặc thậm chí cả cây trồng ở sân sau. Đây là những gì sẽ xảy ra khi một con tắc kè hoa nhìn vào gương. Màu sắc thật giống như nhiều loài tắc kè hoa khác. Loài này có thể thay đổi màu sắc trong vòng vài giây với sự hỗ trợ của các tế bào sắc tố đặc biệt trong da của chúng. Khi nghỉ ngơi, con đực thường có màu xanh lục nhạt với các điểm nhấn của các màu xanh khác vàng, xanh lam và nâu, trong khi con cái có màu xanh lục nhạt với các mảng màu trắng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, tắc kè hoa không cần thay đổi màu sắc để hòa vào môi trường xung quanh. Thông thường, tắc kè hoa có mạng che mặt thay đổi màu sắc của chúng để giao tiếp với bạn tình tiềm năng hoặc thể hiện sự thống trị trong trường hợp là con đực. Khi bảo vệ lãnh thổ chống lại con đực khác, tắc kè hoa sẽ tạo ra các màn hình màu sắc dữ dội là đỏ, cam và trắng. Nếu một nam giới tắt màu cờ của mình, nó tương đương với một lá cờ trắng và anh ta đầu hàng. Con đực thực hiện những màn thay đổi màu sắc tương tự đối với con cái. Chúng chuyển sang màu sẫm với các đốm màu cam và xanh ngọc nếu chúng đã mang thai hoặc vẫn có màu trung tính nếu chúng thích giao phối. Giao phối và sinh sản trong các màn tán tỉnh, con đực cũng sẽ nghiêng người sang một bên để trông to lớn hơn, chân cứng và đuôi cuộn lại. Chúng có thể nổi bật bằng cách lắc đầu và được biết là tiếp cận một con cái dễ tiếp thu với dáng đi thận trọng, dừng lại có thể vì con cái có thể cắn. Việc giao phối có thể diễn ra liên tục trong vòng 3 ngày và khi đã thành công, con cái sẽ bắt đầu từ chối con đực. Khoảng 20 đến 30 ngày sau khi giao phối, con cái đẻ từ 30 đến 95 quả trứng. Nó để lại trong một chỗ lõm nhỏ mà nó đã cạo dưới đất. Khi trứng nở 6 tháng sau, chúng sẽ tự nở, đã phát triển tốt thành tắc kè hoa mini, các con rời tổ ngay lập tức để đi săn. Xem những hình ảnh tuyệt vời về một con tắc kè hoa con không biết nó đã nở. Tình trạng bảo quản theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Quần thể tắc kè hoa có khăn che mặt được coi là ổn định trong phạm vi của nó. Các loài động vật này được nuôi nhốt rộng rãi để buôn bán vật nuôi, đặc biệt là ở Mỹ, Nhật Bản và Canada. Các mối đe dọa bao gồm khai thác bất hợp pháp từ tự nhiên và phá hủy môi trường sống đồng cỏ và rừng của chúng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.